Hello, xin chào mọi người. Thì đây là món canh sườn heo nấu với măng mình vừa thực hiện xong và cho ra bát đây. Món canh này nấu đơn giản thôi nhưng mà ăn rất là thơm ngon ngọt nước, dùng để ăn với bún hay ăn với cơm cũng đều rất là thích luôn mọi người ơi. Đó, mọi người trông có ngon miệng không? Đây mình sẽ làm cái món canh sườn heo nấu với lại măng tươi mọi người nhé. Đây mình có một đĩa sườn heo này, xương sườn heo đấy mọi người. Mình đã sơ chế sạch rồi. Mình trụng qua nước sôi nha mọi người nhé. Trụng qua nước sôi cho nó thơm ngon. Đây rồi còn măng tươi lấy ngoài vườn vào mọi người này. Thì mình cũng đã sơ chế qua rồi. Để nấu ăn nó sẽ không còn đắng và không còn độc tố nữa. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành làm cái món ăn này nhé. Mời mọi người xem mình nấu ăn cho vui nhé. Đây đầu tiên mình cho vào đây một ít cái dầu ăn nha mọi người ơi. Đó, cho ít thôi. Để mình phi thơm cái hành tỏi khô này lên mọi người nhé. Đây mình có cái hành tỏi khô này mình phi thơm lên. Đó, xì xèo rồi đấy mọi người ơi. Xì xèo thơm phức luôn. Rồi, cái phần này là phần xương sườn heo mọi người nhé. Thì mình cũng đã trụng qua nước sôi rồi. Bây giờ mình sẽ cho vào mình lăn qua lăn lại một lát cho nó xe lại cho nó thơm ngon. À, mình cho hết cái số sườn heo vào, trụng qua nước sôi là mình rửa lại cho nó sạch, mình để ráo nước mà mình cho vào. À, mình đảo qua đảo lại cho nó thơm ngon. Làm kiểu này nấu nồi canh nó thơm ngon ngọt nước. Nó hết cái mùi hôi. Ăn rất là ngon luôn. À, mình sẽ cho nước sôi công thức này. Đó, mình cho nhiều nước thôi. Bây giờ mình sẽ cho măng vào mọi người nhé. Đây. Mình cho nước sôi vào là nó sôi lại ngay lập tức. Mình sẽ cho măng vào. Măng tươi thì mình đã sơ chế qua rồi. Sơ chế qua này ăn nó rất là đảm bảo. Măng này măng tre mọi người nhé. Măng tre tươi mình lấy sau vườn ấy. Mình luộc qua với nước muối loãng rồi mình rửa lại với nước sạch vài lần cho nó hết cái độc tố, hết cái vị đắng. À, những cái măng tre búp này ăn rất là ngon ngọt luôn. Rồi mình sẽ nêm nấm vào đây. À, mình cho vào đây một ít cái bột nghệ mọi người nhé. À, cho ít cái hạt nêm cờ no cho nó ngọt nước. À, hạt nêm cờ no. À, cho cái bột nghệ vào nó có cái màu sắc rất là đẹp luôn. Rồi mình cho một ít cái bột ngọt này, Aji ngon này. Rồi cho thêm một ít cái bột canh muối ăn này. Đơn giản như vậy thôi. Mình sẽ đậy vung lại mình nấu mọi người nhé. Đây cái nồi canh măng nấu sườn heo của mình như thế này là được mọi người nhé. Mình hầm khoảng 10 phút là được thôi. 10 phút là cái măng này nó ngấm ăn rất là ngon luôn. Rất là thích ăn măng nấu kiểu này mọi người này. Cái nước này thì nó rất là ngon ngọt. À, những cái miếng sườn heo mình nấu được thì mình sẽ cho cái hành lá này, hành lá cắt khúc mọi người nha. Đó, cho cái hành lá cắt khúc vào, cho ít ớt này cho nó se se ăn nó ngon. Đó, nấu đơn giản như vậy thôi. Đó,
Bỏ hành lá vào cho nó sôi lại này, tắt bếp này là được thôi. Này, có món canh sườn heo nấu măng này ăn mùa hè rất thích luôn. Đó, để rồi mình tắt bếp mọi người nha, tắt bếp cho ra bát thôi. Đây rồi đấy mọi người ơi, mình đã cho cái canh sườn heo nấu với măng tươi ra bát đây. Mọi người trông cái bát canh có ngon không ạ? Cách nấu rất là đơn giản thôi, nhưng mà ăn rất là ngon luôn mọi người nhé. Rồi cảm ơn mọi người đã xem video. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người trong những video sau nhé.